Vâng, chống ế bà con ơi. Bà con cô bác vào chống ế dùng Tuấn Anh ạ. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ đăng lại cái vài cái mẫu xe mà ế quá bà con ạ, ế quá trời luôn. Là rẻ thì ối giời ôi luôn. Vậy thì quý khách hàng nào, bà con nào mà đang có nhu cầu về những cái mẫu xe mà Tuấn Anh đang còn chống ế đây thì có thể nhấc máy lên và alo ngay cho Tuấn Anh của Hải Phòng. Địa chỉ của em thì nằm tại ngay trên mặt đường quốc lộ 10, hướng đi Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, làm đối diện với lại cái ngôi chùa Cao Linh, ngôi chùa có thể nó coi là lớn nhất Hải Phòng hiện nay ở bên kia đường. Và quý khách hàng rất dễ tìm kiếm để đến với Tuấn Anh, nhưng trước khi đến thì các bạn cũng có thể lên là alo trực tiếp của anh xem những chiếc xe nó còn hay không. Ví dụ như hôm nay thì có một bác đến nhưng mà cũng không hẹn trước, thì cũng bảo là đến xem mẫu xe đấy thì chốt giá thì hôm qua rồi, nhưng mà đến nay thì em vừa bán mất rồi, thì các bác bảo là thế thì chết dở rồi, mất công và tại bác không gọi điện trước cho em. Thì hôm nay thì tôi đang đăng lại mấy cái mẫu xe mà cũng khá là ế dài luôn để đăng lại bán cắt lỗ hay là bán thu hồi vốn cho tất cả mọi người. Ở đây thì nó có những cái dòng xe cũng khá thịnh hành và nói chung là em chỉ quay ở khu vực này thôi, trong bãi thì còn hàng trăm xe nữa cơ, nhưng mà Tuấn Anh cũng không quay đến nó tại vì để dành những cái video ngày sau. Nào thì bà con cô bác anh chị em hãy cùng với Tuấn Anh đi xem những cái mẫu xe như thế này nè. Đầu tiên đây thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc xe có thể nói là cũng khá là rẻ tiền, mà không biết tại sao lại ế thế, rẻ đến nỗi là ơi rẻ luôn, đời cao giá rẻ mà ế ơi, quá trời luôn. Đó là một chiếc xe Mitsubishi Archer biển 88A33845, một chiếc xe sản xuất năm 2015, phiên bản số sàn máy 1.2. Chiếc xe thì đang đeo tên tư nhân biển Vĩnh Phúc. Vâng, Mitsubishi là một trong dòng xe thương hiệu đến từ Nhật Bản, và với cái mẫu xe 25 này thì nó rất phù hợp với các bác nào mà có thể nói là đi chạy dịch vụ hay chợ Grab, thì em thấy là nó cũng khá là hợp lý, đúng không ạ? Đời cao giá rẻ vừa tiết kiệm nhiên liệu 1.2 thôi. Đó, mức tiêu nhiên liệu chắc là 5 lít đến 5 lít rưỡi, quá trời luôn. Đấy, nội thất thì cũng khá là sạch sẽ và khá là đẹp. Màu trắng. Đấy, mà giá thì chỉ có 215 triệu đồng thôi. 228 triệu đồng thôi và có bớt. Đấy, bớt sâu luôn. 228 triệu đồng nhá. Xe thì có cả túi khí, 4 kính điện và màn hình. Bớt sâu luôn cho mọi người nếu như cái hàng nào thích dòng Archer này. Đấy, cực kỳ ok, form dáng đẹp, sơn si màu trắng rất trẻ trung. Đăng kiểm thì cũng khá là dài, đến tháng 3 năm 2023 cơ, với giá chỉ có 228 triệu đồng thôi cho các bác. Hay các bác nào thích cái dòng xe mà tầm tiền nó cao hơn đi mà lại thích số tự động thì đây ạ, tôi anh đang có một chiếc xe biển 18A01825, một chiếc xe số tự động. Vâng, đó là một chiếc Hyundai Accent 2011 phiên bản số tự động 1.4. Xe thì nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc với cái biển Nam Định. Và với dòng Accent này là một trong những dòng xe mà form dáng của nó thì khá là đẹp và trẻ trung. Với bản số tự động thì nó được trang bị khối động cơ 1.4 và máy eco số zích zắc. Và nội thất chiếc xe thì còn nguyên bản từ đầu, nội thất từ ghế da rất ok cho tất cả mọi người và bà con cô bác. Đó, với cái tầm tiền là 335 triệu đồng thì quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc Hyundai Accent 2011, một chiếc xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, một chiếc xe khá là ok cho tất cả mọi người nếu muốn mua chiếc xe này về chạy gia đình thì khá là hợp lý cho mọi người. Với dòng Accent này thì số tự động này thì nó ăn khoảng tầm là 8 lít trên 100 km, 8 lít đến hơn 8 lít một tí thôi trên 100 km các bạn nhé. Thực ra thì với một chiếc ô tô mà ăn tầm 8 lít mà số tự động thì theo em nghĩ là nó quá là bình thường và dùng tốt. Và bên đây thì Tuấn Anh cũng có thể là giới thiệu đến thêm cho các bạn về một chiếc Hyundai nữa, nhưng mà cái form của con này thì nó khác với chiếc Hyundai Accent, đầu nó to hơn và nó có vẻ nó bệ vệ hơn. Đó là một chiếc Hyundai Avante, nhưng với chiếc xe này thì chỉ được bố trí hộp số sàn thôi, máy của nó thì lại được 1.6 các bạn nhé. Và chiếc xe thì đang đeo biển Hà Nội 29A80790, sơn si màu ghi, và chiếc xe thì đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022, và hiện tại thì số sàn 1.6 thì nó vẫn được trang bị đầy đủ túi khí và ABS đầy đủ, hệ thống gương kính chỉnh điện theo xe. Nội thất thì được bọc một bộ áo ghế màu da bò và tất cả mọi thứ thì khá là ok, màn hình điều hòa khá mát, máy chất gầm chắc. Với cái giá bán thì hiện tại với chiếc xe này bên em bán chỉ có 258 triệu thôi.
258 triệu thì quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc Hyundai Avante. Một cái mẫu xe thì nó khá là hợp lý và khá đẹp cho tất cả mọi người và quý bà con cô bác. Đó, 29A80700 là biển số của chiếc Hyundai Avante này. Vậy thì bà con nào có nhu cầu về chiếc xe này thì mua về chạy gia đình hay chạy dịch vụ cũng quá là ok và cực kỳ đơn giản. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm một cái chiếc xe đến từ nhà xe của Honda Nhật Bản. Đó là một chiếc Honda Civic. Vâng ạ. Với cái chiếc Honda Civic này thì nó là sản xuất năm 2010, biển 30Z2912, được trang bị một lớp sơn màu đen và đặc biệt thì con này là số sàn, nó tiết kiệm hơn số tự động. Đấy. Con này thì được trang bị khối động cơ 1.8 thôi. Với chiếc xe thì được đeo tên tư nhân, một chủ từ đầu biển Hà Nội đời 2010. Và hiện tại thì bên em đang chào bán chiếc xe này là 268 triệu đồng. Xe được trang bị 4 bánh nano núc đầy đủ hết theo xe. Đấy, 4 bánh nano núc đầy đủ hết theo xe luôn. Và đăng kiểm thì đến tháng 3 năm 2023. Máy gầm con này thì cực kỳ chất luôn, chất cực kỳ luôn các bạn ạ. Đấy, cực kỳ chất luôn. Nội thất thì rất là ok cho tất cả bà con. Vâng. Một chủ từ đầu biển Hà Nội 30Z2912, tên tư nhân, form mới các bạn nhé, đèn lục lăng khá đẹp. Đó. Với cái giá thì chỉ có 268 triệu thôi là bà con đã sở hữu được chiếc xe này. Nội thất chiếc xe này các bạn có thể nhìn thấy đây. Tuấn Anh không mở cửa bên kia tại vì mở cửa bên kia thì nó có độ chói, xem thì nó rất lóa. Bên đây thì các bạn có thể nhìn thấy thật về phần nội thất chiếc xe. Đó. Khá đẹp nhé. Rất ok. Trang bị hộp số sàn và khối động cơ 1.8 thì cực kỳ là khỏe. Và dòng này chạy thì khá là bon và khá là chất lượng. Và đặc biệt là máy của nó còn zin, một chủ từ đầu keo chỉ zin hết. Dàn lốp của chiếc xe thì cũng khá là ok và đăng kiểm dài. Tóm lại thì mua chiếc xe này về thì các bạn chỉ phải chạy thôi, không phải làm bất cứ một cái điều gì cả. Sơn si thì nói chung là bên em cũng xì tát tút lại hết rồi. Đèn đóm thì rất ok với giá 268 triệu đồng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe số tự động, một cái tầm tiền hơn 200 triệu đồng. Để mà nói thì với cái hãng Lacetti này là một cái hãng xe số tự động mà cực kỳ đẹp về cái kiểu dáng, phong cách cũng như là chạy thì khá là đầm. Để cái tầm tiền hơn 200 triệu đồng mà quý khách hàng muốn mua một cái chiếc xe mà form dáng đẹp như này, hơn nữa thì nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc như thế này, thì nói thật là cũng hơi là khó tìm đấy ạ. Chiếc xe thì đang đeo biển Hải Phòng 64707, một chiếc xe Daewoo Lacetti CDX sản xuất năm 2009. nhé các bạn nhé. Con này thì tên tư nhân, biển Hải Phòng, số tự động 1.6, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Chạy thì các bạn phê lòi luôn. Đăng kiểm thì cũng gần hết rồi, tháng 7 năm 2022. Nói thật các bạn là chạy dòng này thì các bạn phê luôn, phê lòi luôn. Mà bỏ ra số tiền nó chỉ có 235 triệu thôi. Thực ra 235 triệu các bạn không mua được những dòng xe gì sedan hai đầu mà số tự động nhập khẩu của Hàn Quốc như thế này đâu ạ. Thế nói thật luôn. Và chiếc xe này là một trong những mẫu xe dành cho các bác nào mà cái tầm tiền thấp mà muốn có một chiếc xe form dáng đẹp, chạy chất lừ luôn. Nội thất thì nguyên zin, trần nỉ nguyên bản, form dáng đẹp cho tất cả mọi người và bà con của bác anh chị em. Vậy thì quý khách hàng nào có nhu cầu về cái chiếc xe Daewoo Lacetti CDX này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em. Nó đẹp từ cái form của nó đẹp đi các bạn ạ. Các bạn thật sự là các bạn với cái tầm tiền 235 triệu đồng có bớt một tí thôi cho các bạn, các bạn không thể kiếm được một chiếc xe nào như thế này. Cực kỳ ok luôn các bạn nhé. Vâng, ở đây thì chúng ta đang có thêm một chiếc Hyundai, nhưng mà đây là một trong những dòng xe mà nổi bật cũng như là rất được nhiều người dân ưa chuộng ở cái phân khúc xe hạng A đô thị. Đó là một chiếc Hyundai Grand i10 2014, máy 1.2 nhập ấn số tự động. Đó. Đặc biệt ở đây là với chiếc xe này thì là tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Và đặc biệt nữa là chiếc xe cam kết cho mọi người bao zin toàn quốc, không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, máy zin, keo chỉ zin. Máy 1.2 nha các bạn nhé. Bản i10 nó có 1.0 và 1.2. 1.2 thì được trang bị khối động cơ là 4 máy 1.2, nên là chạy thì nó cực kỳ đầm và chắc. Đấy. Đời 24, tư nhân, một chủ từ đầu, số tự động, với cái giá thì cũng khá là chát một tí, đó là 315 triệu đồng. Thực ra chát thì cũng chả phải chát đâu các bạn. Chát với những người suy nghĩ rằng ô tô bây giờ nó quá rẻ, còn đâu để chát với những người mà đang cần mua ô tô, đang có nhu cầu mua ô tô thì không phải là chát với một chiếc i10 2014 máy 1.2. Với chiếc xe thì là một chủ từ đầu, tên tư nhân, chính chủ sử dụng, không có đâm đụng tai nạn và không có xịn vụ. Máy zin hết, keo chỉ còn rất là zin cho mọi người. 315 triệu đồng là quý khách hàng đã sở hữu được chiếc Hyundai Grand i10.
2014 số tự động này, máy 1.2. Và chiếc xe thì còn đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Một chủ từ đầu biển Quảng Ninh, màu vàng. Đó các bạn nhé, các bạn có thể đến trực tiếp cả bên em để xem và trải nghiệm, chạy thử để xem biết được đâu là một cái chiếc xe đắt và đâu là một chiếc xe rẻ thì chúng ta sẽ biết ngay. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc Daewoo Gencha, một cái mẫu xe nói thật là của nhà xe Daewoo mà nó phục vụ đến những người lao động ở cái tầm thấp muốn có một chiếc ô tô để đi. Vì sao? Vì nó quá là rẻ. Gencha thứ nhất là phong cách, là form dáng thì cực kỳ là đẹp và cực kỳ ok cho mọi người. 15A00213, biển số của chiếc xe Daewoo Gencha 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu 2011, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, một chủ từ đầu sử dụng, với giá bán là 155 triệu đồng. 155 triệu đồng có bớt cho tất cả mọi người. Đấy. Về cái phần nội thất thì các bạn không phải chê điểm này, không phải chê về cái chiếc xe này, từ nội thất cho đến tất cả form dáng của chiếc xe. Bỏ ra có tầm tiền chỉ có hơn 100 triệu thôi là các bạn đã sở hữu được chiếc Gencha 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu 2011, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng, biển Hải Phòng, không taxi, không dịch vụ, không nỗi. Và sau đây thì chúng ta đang có thêm một chiếc xe, đó là một chiếc Honda Civic các bạn ạ. Với chiếc Honda Civic này thì biển cũng 30P 4072, nhưng mà đặc biệt thì con này thì lại sản xuất năm 2009, số sàn 1.8 thôi. Và hiện tại với chiếc xe này bên em cũng đang bán tới cái giá là 250 triệu đồng. Rất nhiều bác thì bảo cái giá đấy thì chúng mày để mà đi. Vâng, nói thật với các bác không mua thì bọn em vẫn để đi và chờ có người khác mua, chứ không phải là một mình bác. Rất nhiều bác bình luận như vậy, nhưng mà không sao các bác ạ, trăm người bán vạn người mua. Đó, mỗi người một ý kiến trái chiều khác nhau. Đó, người mua thì vẫn mua, người bình luận thì hay người xem thì vẫn cứ xem. Đó mới là một cái gọi là bán hàng các bạn ạ. Đó đúng không ạ? Có khi là chúng ta mua chỗ này rẻ, chúng ta không mua đẹp, chúng ta không mua, chúng ta sang chỗ khác, chúng ta mua đắt hơn mà xe xấu chúng ta vẫn lại mua. Đó là cái duyên bán hàng. Nói thật với bạn là đấy là cái duyên. Đó. Tất cả về chức năng của chiếc xe Honda Civic. Đó là một chiếc Honda Civic 2009 với giá 250 triệu đồng. Cũng là một chiếc xe tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng, biển 30P 4072. Và trong đây tiếp theo thì chúng ta đi đến cái hàng thứ hai của chiếc xe. Hàng thứ hai nè. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc Hyundai Accent. Với chiếc Hyundai Accent biển 88A30226 là một chiếc Hyundai Accent 2012, số sàn 1.4. Xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển 88A30226. Với chiếc xe này thì đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. Và với cái dòng số sàn này thì đời cao hơn và máy cũng chỉ 1.4 thôi. Và nó tiết kiệm hơn so với dòng số tự động. Và nếu dành cho các bác là chạy dịch vụ thì nó cũng hợp lý hơn một tí. Đó, vì nó tiết kiệm hơn. Nội thất chiếc xe thì các bạn có thể nhìn thấy đây, nó quá là đẹp rồi, sáng sủa và sạch sẽ luôn. Với cái giá chỉ có 309 triệu đồng thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc Hyundai Accent 2012 số sàn các bạn nhé. Đó, rất nhiều. Đó. Tiếp theo thì chúng ta lại có với một chiếc xe Toyota Vios bản G. Bản G là cái bản số tự động và cái loại là bản cao cấp nhất của cái dòng xe Toyota này rồi. Đó, Vios thì được mệnh danh là một mẫu xe lồi đồng cối đá, một mẫu xe quốc dân, và nó được kiểm chứng qua rất nhiều thời gian, qua rất nhiều thế hệ của người dân Việt Nam khi sử dụng những chiếc xe ô tô. Và hôm nay thì ở đây chúng ta đang có một chiếc Vios bản G 2009, máy xăng số tự động 1.5, biển 30A48337, sơn xi màu bạc, đời 2009, số tự động 1.5. Với cái giá bán thì cũng không hề là rẻ, 315 triệu đồng. Nhưng các bạn có thể đến xem và cảm nhận, chạy thử xem nó có đáng giá đồng tiền bát gạo để chúng ta bỏ ra hay không. Đó. Rất ok cho tất cả mọi người. Đấy. Tất cả đều rất là đẹp. Đó, form dáng thì cực kỳ là ok, cực kỳ là chất cho mọi người luôn. Tiếp theo thì sang bên đây chúng ta lại có ngay một chiếc Vios nữa. Con này thì màu đen, biển Thanh Hóa, 36A46997. Vâng, đây là một chiếc Vios E 2009 bản E, cũng là một trong cái dòng xe bản đủ nhất của dòng Toyota Vios, nhưng chiếc xe thì để trang bị hộp số sàn thôi chứ không được trang bị hộp số tự động. Và chiếc xe này thì sản xuất năm 2009, với cái giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán với giá là 215 triệu đồng.
Vâng, 215 triệu đồng thì các hàng đã, các hãng đã, các quý khách hàng đã sở hữu được chiếc Vios E như thế này. Thì ông nghĩ thì nó cũng khá là hợp lý cho mọi người. 215 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được chiếc Vios E. Đã được trang bị hệ thống ABS túi khí an toàn, hệ thống gương kính chỉnh điện và xi nhan được tích hợp trên gương đầy đủ. Vậy thì bà con, cô bác, anh chị em nào có nhu cầu về chiếc xe này, đó, hãy nhớ nhấc máy lên và alo ngay cho tôi, anh của tôi Hải Phòng các bạn nhé. Vâng, 215 triệu đồng. À, tiếp tục ở bên ngoài này thì ở đây ạ, đi ra đây quay cho đỡ lắm. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có ngay một cái chiếc xe, đó là chiếc xe Toyota Vios ạ. Cái này thì màu bạc, biển Hà Nội, hơi lóa tí. 30A21529, đó là một chiếc Vios 2014 phiên bản số sàn, máy 1.5 bản E. Một chiếc xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. Xe đẹp, không lỗi, không taxi, không dịch vụ. Và với cái giá bán hiện tại thì bên em đang bán một cái giá 335 triệu đồng. 335 triệu đồng thì quý hàng đã sở hữu chiếc Vios E 2014. Một chiếc xe số sàn, một chiếc xe cực đẹp và thực chất cho tất cả mọi người. Đó, không lỗi nhá các bạn nhá. Đấy, một chiếc xe gia đình thực thụ này, một chiếc xe khá là ok. Với giá 335 triệu đồng là quý khách hàng, bà con đã sở hữu được cái chiếc xe Vios E 2014 số sàn, biển 30 Hà Nội. Vâng, tiếp tục trong đây chúng ta sẽ có thêm một chiếc xe biển Hà Nội nữa. Đó là một chiếc xe Hyundai Avante. Với chiếc Hyundai Avante 2011 phiên bản số tự động, máy 1.6. Vâng, chiếc xe thì đang đeo biển Hà Nội 29A44117, sơn si màu trắng. Và xe thì trang bị 4 bánh thể thao la năng đúc, đầy đủ ABS túi khí. Với cái giá tiền hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán với cái giá là 328 triệu đồng. 328 triệu đồng thì quý hàng đã sở hữu thêm về cái chiếc xe Toyota Vios, một chiếc xe Hyundai Avante 2011 số tự động, một chiếc xe khá là ok, rất bình dân cho tất cả mọi người, quý hàng, bà con, cô bác, anh chị em nhé. Đó, rất đẹp. Vâng, tiếp theo thì chúng ta cũng đến với một cái mẫu xe số tự động. Đó là chiếc xe Chevrolet Cruze, sản xuất năm 2010. Và chiếc xe đang đeo biển 88A14676, sơn si màu bạc. Nói thật với các bạn thì đây cũng là một cái mẫu xe khá hợp lý cho mọi người. Vâng, Cruze thì nó cũng dựa dòng Nacity nhập khẩu. Nhưng Cruze thì nó làm khá là ok. Đấy. Chiếc xe thì đang đeo biển 88 của tỉnh... ấy các bạn nhé, Vĩnh Phúc các bạn ạ. Đấy, nội thất chiếc xe thì khá là ok cho tất cả mọi người và quý bà con, cô bác, anh chị em. Đấy. Chiếc xe đang đeo biển 88A của tỉnh Vĩnh Phúc 14676. Vâng, với cái giá thì 265 triệu đồng là quý khách hàng đã sở hữu được cái chiếc xe Chevrolet Cruze 2010. Đấy, form dáng thì không phải bàn, với cái tầm tiền chưa đến 300 triệu đồng. Bà con nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có ngay một chiếc xe Daewoo Gencha 2010, một chiếc xe tên tư nhân chính chủ, biển Yên Bái, Lào Cai. Đó. Chiếc xe đang biểu 24A4993, sơn si màu đen, xe cực đẹp. Với dòng Gencha thì tôi đã nói rồi, đó, không phải bàn cãi về chất lượng của từng cái phần nội thất cho đến tất cả mọi thứ của chiếc xe. Với cái tầm tiền hiện tại thì bên tôi đang chào bán là 155 triệu đồng. Thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc Gencha 2010, một chiếc xe tư nhân chính chủ. Đấy, một chiếc xe đẹp và không có lỗi, một chiếc xe quá là ok cho tất cả mọi người và bà con của bác nhé. Rất đẹp, rất xịn sò và rất ok cho tất cả mọi người. Tiếp theo thì chúng ta lại đến với một cái chiếc xe ở ngoài này, đó là một chiếc xe Hyundai Avante. Đây ạ, chiếc Hyundai Avante biển 88A06131. Đấy, là một chiếc Avante 2014 phiên bản số sàn, máy 1.6, tư nhân chính chủ và giá bán là 299 triệu đồng. Đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tháng 5 năm 2023. Vâng, form dáng đẹp và trẻ trung, Hyundai Avante. Vâng, một cái chiếc xe số tự động và cái tầm tiền chưa đến 300 triệu đồng, thương hiệu đến từ nhà xe Ford của Mỹ, đó là một chiếc xe Ford Fiesta. Với chiếc xe Ford Fiesta sản xuất năm 2011, phiên bản số tự động, máy 1.6, biển Hải Phòng, tên tư nhân. Một cái mẫu xe sedan hai đầu cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ chất lượng và cực kỳ đầm cho tất cả mọi người như này. Thì với cái giá bán hiện tại thì bên em đang chào bán là 268 triệu đồng. Đó, 268 triệu đồng thì các bạn nhìn thấy cái khoang nội thất của chiếc xe này.
tất cả mọi chức năng, tất cả cổ số của chiếc xe còn quá là đẹp, quá là chất lượng, zin từ A đến Z luôn, với cái giá bán 268 triệu đồng. Thì quý khách hàng đã sở hữu chiếc Ford Fiesta 2011 phiên bản số tự động này, một cái mẫu xe cực kỳ chất lượng, cực kỳ đẳng cấp và cực kỳ ok. Từ form dáng cho đến tất cả máy gầm của chiếc xe đều rất là đẹp cho tất cả mọi người và bà con của bác. Vâng, Fiesta nhé, một cái mẫu xe khá hợp lý luôn. Vâng, Toyota Vios 2010, một cái chiếc xe bản limo biển Hải Dương màu trắng 59500, sơn xi màu trắng, với cái giá thì chỉ có hơn 100 triệu, đó là 189 triệu đồng, chưa đến 200 triệu đồng là quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe này. Một cái chiếc xe khá ok, khá chất lượng và cực kỳ đẹp. Xe được trang bị 4 bánh na đăng đúc thể thao và màn hình cam lùi, nội thất thì khá là ok, cực kỳ sạch sẽ và đẹp đẽ và sáng bóng. Đó, rất ok đúng không các bạn, rất xịn sò luôn. Vâng, một chiếc Vios khá đẹp và khá chất lượng cho mọi người, để cho bà con có thể là mua chiếc xe này. Đó, với giá 189 triệu đồng, Vios Limo 2010. Đó. Vâng, vừa mới có một chiếc xe mà anh em vừa mới đi về đây ạ. Vừa mới đi về đây thì chúng ta đang có thêm một chiếc xe Toyota Vios đây. Vâng, một chiếc xe Toyota Vios màu đỏ nằm ở ngay đây ạ. Rồi, chúng ta cùng xem ạ. Đó là một chiếc Vios 2018, một chiếc Vios bản G, và đó là một chiếc xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu biển Hải Phòng. Xe đẹp và không có lỗi, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023. Một chiếc Vios G bản full của nhà xe Toyota, đời 2018, tư nhân một chủ từ đầu, và xe thì các bạn đấy, đẹp kính cong như xe mới luôn. Đấy, đẹp kính cong như xe mới luôn. Đấy, với giá là 475 triệu đồng thì quý hàng đã sở hữu được chiếc Vios G 2000 bao nhiêu ạ? 2018, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu biển Hải Phòng, 15A45137, sơn xi màu đỏ từ đầu. Đấy, một chiếc xe quá là ok cho tất cả mọi người và bà con của bác. Form mới nhá, 2018 form mới các bạn ạ. Đấy, nội thất chiếc xe đây các bạn thấy đây, cực kỳ ok và cực kỳ chất lượng cho tất cả mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Đó, âm thanh điều hòa tự động, số di rắc và máy eco cộng với lại volume tích hợp trên vô lăng, đó là những cái gì mà chiếc xe Vios G này đã có. Gương cụt xe, gương chỉnh điện và tất cả mọi thứ của chiếc xe thì đều rất là đẹp và rất chất lượng cho mọi người, với giá 475 triệu đồng. Đó. Vâng, xuống hàng dưới thứ ba này thì chúng ta đang có thêm một chiếc Hyundai Grand i10. Với chiếc Hyundai Grand i10 2016, một chiếc xe sedan hai đầu, tư nhân chính chủ, một chiếc xe biển Hải Dương 34A58024, đăng kiểm tháng 5 năm 2023, sedan hai đầu 1.2, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, với giá bán chỉ có 225 triệu đồng thôi. 225 triệu đồng thì quý hàng đã sở hữu được chiếc i10 2016, một chiếc xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, biển Hải Dương, xe đẹp và không có lỗi. Vâng, Cruise 2011 là chiếc xe tiếp theo mà Tuấn Anh muốn nói tới. Đó là một chiếc Cruise form dáng cực đẹp, số sàn 1.6, biển Hà Nội 29A151L54. Đó, con này hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán với cái giá là 245 triệu đồng. Đấy, 245 triệu đồng. Hay một chiếc xe Daewoo Lacetti 2010, một chiếc xe nhập sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, màu đen, đời 2010, với giá bán là 158 triệu. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có ngay thì chiếc Audi ạ. Một chiếc Audi A6 2007, đăng ký làm bánh lần đầu 2009, trang bị có động cơ 2.0 và turbo, nhập khẩu nguyên chiếc của Đức. Một chiếc xe được trang bị khá nhiều đồ chơi, option rất là miên man luôn các bạn nhé. Một chiếc xe đẳng cấp của châu Âu luôn. Chiếc xe đã trang bị thêm rất nhiều những cái thứ như cửa sổ trời, ghế điện và hệ thống sấy sửa ghế, hệ thống nhớ ghế 32 vị trí và đầu đài màn hình, phanh tay điện tử, đầy đủ hết theo xe. Với cái tầm tiền chỉ có bao nhiêu ạ? 335 triệu đồng thôi là các bạn đã sở hữu được chiếc Audi này. Một cái chiếc xe đẳng cấp châu Âu với cái khối động cơ 2.0. Đó, cực kỳ là ok và tiết kiệm. Và cuối cùng đây là một chiếc xe Kia Morning 2015, bản SI, biển 30A59645, sơn xi màu bạc. Bản xi nhé các bạn nhé. Đây là một chiếc xe bản SI 2015, một mẫu xe gia đình sử dụng, số sàn 1.25, tư nhân chính chủ, với giá bán 245 triệu đồng. Đó, thì vừa rồi Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng đã giới thiệu cho tất cả mọi người những cái chiếc xe mà chống ế trong thời gian dài, và quý khách hàng nào muốn chống ế thì có thể là
nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người và quý khách hàng, bà con đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.